Chưa,
ra để kiếm tiền thôi. Sau hết cái chuyện này thì anh sẽ cưới đó. Nghe vợ anh nói cái gì chưa, nghe vợ nói chị chưa, để anh cưới nó có tiền anh sống cho anh, không con có lừa nữa ha. Để kêu báo em đi đó, nghe vợ nói chuyện đó, vợ nói chuyện đó chưa, anh cưới nó mà vợ nói chuyện rồi. Công an chừng nào đến hay chứ sao, vợ mình uống phê mà đâu được quá thì chỗ này chỗ đang được biết nè, khổ quá thì khổ luôn. Dạ anh Điền à, dữ quá, quá dữ luôn. Mình ở đây nha, mình không bị quá nha, mình uống phê nha. Anh Điền cái gu anh mặn quá ha. À, cái này có camera như vậy mà không khen, ghen miếng mà em hiểu sao mà bà đi ngang vậy mà quá mà. Thì có ngày nào anh cũng phải qua để anh làm đủ trò để được gặp bà, mà bà đã từ chối tình cảm của anh rồi. Làm loạn xã hội. Bởi vì anh từ chối cho nên á. Giờ mới uống được luôn, uống phê là nó cho nó mất khổ vậy đó. Rồi đại mấy mày rồi kêu uống đại đi. Đúng rồi, mày thơ mày nó uống đại mới uống trong tên đi rồi. Mày kêu anh uống đại đi, uống đó. Không ai đi mấy đi uống được á. Uống bên kia nó uống tự phê là nó cũng ra nó chửi nó cái gì ơi. Chịu bà nói bà không có nói hả? Chị em mà chơi khôn vậy. Bà
giáo là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo, mà bà là một người tấm gương gì? Bà là một người giả dối. Bà Chiên là một người giả dối. Mặc dù bà chưa bao giờ chính miệng lên trên mạng xã hội bà nói thật, nhưng bà có dám lên trên mạng khẳng định là bà có mắc